Nơi này là biển cả mênh mông, nơi thử thách lòng dũng cảm của con người. Cũng chỉ có nơi này mới có thể nhìn thấy được thế nào là đảo núi lấp biển. Thế nhưng một nơi nguy hiểm như vậy lại có một cô bé mới 16 tuổi mình đối phó với mưa bão. Chúng ta sẽ làm được, Queen. Ngọn sóng như một đàn sói đói gào hét điên cuồng, không ngừng cắn xé cơ thể cô bé này. Con thuyền màu hồng mà cô bé lái đang trên đường hoàn thành thử thách đi vòng quanh thế giới. Nhưng biển cả sẽ không nương tay vì cô là một cô bé 16 tuổi. Bất cứ người nào muốn thử thách thiên nhiên đều sẽ phải trả một cái giá ngoài sức tưởng tượng. Con sóng cao hơn 20m hất lật chiếc thuyền màu hồng của cô bé. Nhưng không thể nào đánh vỡ được ước mơ đi vòng quanh thế giới của cô. Cô bé chỉ mới 10 tuổi này tên Jessica, từ nhỏ đã quen với việc đi thuyền. Cũng bắt đầu từ đó, cô bé đã quen người thầy hàng hải đầu tiên trong đời mình. Con đang tích lũy kinh nghiệm để vòng quanh thế giới nhưng không có ai cho con thử hết á. Vậy thì con hãy tự mình làm đi. Lời của người thầy đã tiếp thêm động lực cho cô bé. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, Jessica chọn tạm biệt người nhà vào ngày sinh nhật, chính thức bước vào hành trình đi vòng quanh thế giới. Phải biết rằng thử thách này đến cả những người đi biển dày dặn kinh nghiệm cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Vậy nên phóng viên, nhà đài trên bờ đều cho rằng Jessica đang quá tự tin, sẽ phải trả cái giá đắt về tính mạng. 10 ngày đầu trong hành trình khá thuận lợi, thỉnh thoảng còn được thưởng thức những màn biểu diễn của cá voi. Nhưng hoàn cảnh êm ả không kéo dài được bao lâu. Ở nơi biển cả mênh mông, nếu như nhìn thấy hoàng hôn máu có nghĩa là tai nạn sắp ập đến. Rất nhanh cô đã nhận được thông báo của thầy, một cơn bão lớn sắp xảy ra. Jessica buộc phải trang bị đầy đủ vũ trang, chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách sắp tới. Từng lớp sóng lớn cuồn cuộn nổi lên như biển cả đang nổi giận. Mỗi con sóng lớn nhô lên giống như muốn nuốt chửng con thuyền. Jessica đội mưa gió thuần thục thu bùm lại. Nhưng biển cả sẽ không dễ dàng để hành trình của cô thuận lợi như vậy. Nước biển lạnh giá quất liên tục vào da thịt cô. Jessica khó khăn bò vào trong khoang, khóa cánh cửa chặn nước cuối cùng lại. Tuy không còn bị nước biển uy hiếp nhưng những cú rung lắc cực mạnh khiến cô bị quật ngất tại chỗ. Cả đêm mất liên lạc khiến cả nhà không ngủ ngon giấc. Jess, có sao không con? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Sáng hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường ngày, cơn bão táp dường như đã tha cho cô gái này. Nhưng thực chất là đang âm mưu một kế hoạch đáng sợ hơn. Thử thách đợi Jessica mới chính thức bắt đầu. Nếu như bạn cho rằng sóng to gió lớn là đáng sợ nhất, vậy thì chắc bạn chưa từng trải qua nước lặng như tờ, lặng đến mức đến cả một cơn gió cũng không hề tồn tại. Điều này đồng nghĩa với việc thuyền của Jessica không thể di chuyển. Giữa biển rộng yên ắng không một tiếng động, cô đơn sẽ bị phóng lên vô hạn, không lúc nào là không gặm nhấm nội tâm của Jessica. Ai mà ngờ được rằng sóng gió không đánh gục cô. Thế mà sự yên tĩnh kéo dài liên tiếp 7 ngày dường như khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cô thậm chí đã dùng máy quay ghi lại di ngôn, chuẩn bị cho cái chết ngay lập tức. Vậy mình không thể nào thoát ra khỏi sự cô độc. Trong vô thức, xung quanh lại bị bóng đêm nuốt chửng. Mặt biển vào ban đêm trông càng sâu không thấy đáy. May thay còn có sao đầy trời có thể lắng nghe tiếng lòng hướng về tự do của Jessica. Qua 8 ngày chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng mặt biển cũng có gió nhẹ thổi qua. Gió thổi căng bùm của cô, báo hiệu cô đã chiến thắng khó khăn một lần nữa. Thiên, em có gió rồi kìa. 5 tháng tiếp theo, cô dương căng bùm ra khơi, thuận lợi đi theo con đường mà mình đã vạch ra trong lịch trình. Trong thời gian đó cũng được rất nhiều phóng viên quay chụp, cô nổi khắp thế giới, liên tiếp lên trang đầu của báo và TV. Theo tốc độ hiện tại, cô sẽ đến đích trong 1 tháng nữa. Nhưng một vết nứt đột ngột khiến cô có dự cảm không lành. Bão lớn, cùng phong. Kéo theo cùng đó là một cơn bão cực kỳ lớn, độ mạnh gấp 5 lần cơn bão lần trước. Mẹ cô và thầy giáo đều khuyên cô từ bỏ thử thách, lập tức cập vào bến gần nhất. Nhưng câu trả lời của Jessica lại là: hãy tin con có thể làm được. Con yêu cả nhà. Cả nhà cũng yêu con. Vì ước mơ, cô buộc phải chấp nhận thử thách. Cũng là thử thách lớn nhất từ trước tới giờ của cô. Đứng trước sóng to gió lớn thế này, tất cả trang bị dường như đều vô nghĩa. Lúc này việc duy nhất cô có thể làm chính là thắt chặt dây an toàn, còn lại thuận theo ý trời. Biển cả không hề có ác ý, chỉ là có lúc nói làm việc nó phải làm, chính con người đã tự ý xông vào. Tiếc rằng nó sẽ không thay đổi chỉ vì tính mạng của một con người. Con sóng cao 20m ập đến. Dừng lại đây! Làm ơn đây đây! Sóng lớn đánh con thuyền chìm xuống dưới. Jessica nhìn bức ảnh dán trên tường, tạm biệt cả nhà xong xuôi, nhắm mắt lại,
đợi thần chết đến. Lần này người nhà không đợi được tin tốt mà nhận được một tin dữ. Con thuyền đã phát ra cảnh báo dưới độ sâu 5 mét dưới biển. Đây thật là một tin tức đau đớn biết nhường nào đối với bậc làm cha mẹ. Không. Jones. Không. Bình tĩnh đi em. Vào lúc tất cả mọi người cảm thấy thương xót, con thuyền chở ước mơ này không hề bỏ cuộc. Nó cố gắng vùng vẫy, dựa vào kết cấu đặc biệt của mình, chở theo Jessica một lần nữa tạo lên kỳ tích. Đây chắc chắn là thời khắc mà ai cũng phải ghi nhớ. Jessica cũng ngay lập tức báo bình an về cho những người thân yêu. Chào mẹ. Cảnh tượng mây đen vần vũ đã tan đi, thay vào đó là từng tia sáng xuyên qua bóng tối. Đứng trước thiên nhiên, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ cần kiên trì thắng lợi nhất định sẽ đến. Jessica vui mừng dang rộng hai tay, tận hưởng cảm giác được sống lại, tận hưởng chiến thắng thuộc về chính mình. Xuyên qua mưa bão, cái chết, không còn khó khăn nào có thể ngăn cản bước chân cô về đích. Trong 210 ngày, cô gái chỉ mới 16 tuổi này đã hoàn thành thử thách đi vòng quanh thế giới một mình. Hành động của cô đã khiến mọi người được tiếp thêm sức mạnh. Sự dũng cảm của cô đã cảm động hàng triệu người trên thế giới. Thực ra ước mơ giống như một cơn gió. Khi bạn mơ hồ, mơ mịt về tương lai, nó sẽ thổi hiu hiu dù bạn ngủ, mãi mãi dừng ở biển cả mênh mông. Nhưng chỉ cần bạn đứng lên sắn tay vào làm, xây dựng mục tiêu, nó sẽ thổi căng buồm cho bạn, thoát khỏi mọi khó khăn hiện tại. Bộ phim hôm nay tới đây thôi, hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình tiếp tục làm review phim tiếp nhé.